mê lăng sân. Tỷ số bây giờ đang là 10-4. Khoảng cách đã là 6 điểm, liên tiếp với điểm số đến từ vị trí của Thanh Tâm. Lương Sơn vẫn luôn cho thấy sức mạnh của mình. Bây giờ là idol số 9 với Lương Sơn sẽ xếp bóng rất mạnh. Bây giờ là đến thì phản công, bước một tốt rồi, bước phản công. Một pha leo ngay của số 3, chập linh của bên Yên Thủy. Bên này tỷ số hiệp 2 50 cho Yên Thủy. Một pha ném gạch rất mạnh của bên Yên Thủy qua được tay trắng của bên Lương Sơn. Bây giờ là bên Yên Thủy sẽ được phát bóng. Tỷ số bây giờ là cách biệt đang là 5 quả. Bây giờ là Aido Mitu chạm 2 rồi. Bóng đá 2 chạm điểm cho đội Yên Thủy 60. Libero của bên Yên Thủy đã có một pha đỡ bóng lỗi, điểm cho đội Yên Thủy bây giờ đang là 60. Tiếp tục là bên Lương Sơn phản công. Lần này thứ 8 của bên Yên Thủy đã đánh bóng chạm tay trắng của Lương Sơn, đánh bóng chạm tay trắng Nguyễn Thị ra ngoài, điểm cho Lương Sơn 11-6. Cách biệt bây giờ khá an toàn. Số 7 của Văn Minh đã ném gạch rất tốt ở giữa sân, điểm cho bên Yên Thủy 7-11. Một pha phối hợp đánh rất nhanh của bên Thủy đã đem lại tỷ số. Ở vị trí số 4 thì Văn Minh đã qua pha đập bóng như kẻ gì, điểm cho Yên Thủy bây giờ đang là 7-11. Chúng ta cũng chưa thể nói lên được điều gì, nói trước được điều gì. Trong bóng tròn thì rất nhiều thứ mà chúng ta kịch tính. Đây là điểm rồi, các bóng tốt của bên Yên Thủy 8-11. Yên Thủy đang dần dần lấy lại niềm tin của mình. Đang lấy lại niềm tin bằng một pha chắn bóng tốt. Và bây giờ tiếp tục đến thì xếp bóng. Bây giờ là Lương Sơn có một phút tốt rồi. Minh Thu! Nhưng thật Minh Thu đã kết thúc rất tốt. 12-8 cho đội Lương Sơn. Và idols của bên Yên Thủy đang mang bóng nhưng không qua được. Và một con Yên Thủy đang kiên cường để đưa bóng sang bên phần sân của bên Lương Sơn. Lương Sơn phản công, vị trí số 4 vẫn là Minh Thủ, vẫn bóng một con rất tốt. Tiếp tục là idol Minh Thủ ra không phải mà là Trung Đức đánh bóng rất khôn khéo, đưa bóng vị trí khó, điểm cho bên Lương Sơn 13-8 ở vị trí số 3. Trung Đức nào đẩy bóng rất tốt. Xin mời hai đội đổi sân để tiếp tục thi đấu trận đấu thứ ba. Bây giờ Lương Sơn đang tạt dẫn trước với tỷ số là 13-8. Có rất nhiều khán giả đã đến sân để cổ vũ cho trận đấu này. Đây là trận đấu chung kết trong toàn vẹn cho cả hai đội, và chúng ta đang thấy là điều đó tức là niềm tin, niềm khích lệ để cho hai đội bóng thi đấu thành công hơn. Từ Lương Sơn phát bóng, Yên Thủy phản công, Yên Thủy rất tốt, vượt ngang ném gạch của Minh Thông, không phải là Minh Thông mà Văn Huy Thông mà là Văn Minh. 9-13 cho Yên Thủy. Số 16 của đội Yên Thủy vừa có một pha kết thúc bóng rất tốt. Bên Yên Thủy là những cầu thủ có rất nhiều kinh nghiệm và đặc biệt là tuyển thiện. Một cầu thủ trẻ idol số 10 của bên Yên Thủy đang là niềm tin đối với bóng chuyền Yên Thủy. Đội bóng rất tốt của bên Lương Sơn. Điểm cho Lương Sơn 14-9.
khó cho Hiệp Huy. Đánh một tràng là 5 điểm. Bung mà tốt, có ý gì? Và chuyển hơi khó sang lưới một chút. Điểm cho đội Lương Sơn 15-9. Chúng tôi xin được thông báo là anh Hưng của bên Lương Sơn nếu thắng trận đấu này sẽ thưởng nóng cho đội Lương Sơn là 5 triệu đồng. Và hồ câu của Lương Sơn cho ủng hộ là 1 triệu đồng. Hồ câu Trọng Kiên ủng hộ cho đội bóng 1 triệu đồng nếu thắng cho Lương Sơn thắng trận đấu này. Được tiền bóng ra ngoài, điểm tiếp cho Lương Sơn 16-9. Tổng tiền thưởng của bên Lương Sơn nếu thắng trận đấu này là 16 triệu đồng. Đội Yên Thị xin hội ý kỹ thuật. Idol Minh Thu sẽ xếp bóng. Huy Thông. Đánh bóng tốt của bên Yên Thị, điểm cho Yên Thị 10-16. Lương Sơn, idol của Lương Sơn đã có pha đập bóng nhưng Lương Sơn thì lại bóng Huy Thông. Nhấn mạnh Huy Thông và đang mạnh rất tốt ở vị trí sau tiền 1. Điểm cho Yên Thị 11-16. Chúng tôi cũng rất là cần bên cổ động viên của các cầu vận động viên của Yên Thị, rất cần những tràng pháo tay của bên Yên Thị để khích lệ cho đội bóng sẽ thi đấu tốt hơn. Nhưng bên Yên Thị vẫn khiêm tốn những tràng pháo tay và những cái hò la của bên Yên Thị để là động lực cho đội bóng này. Bên Lương Sơn trả lời. Đội bóng tốt của bên Yên Thị. Bây giờ tiếp tục là Lương Sơn. Lần này thì Lương Sơn không cho Yên Thị cơ hội thắng rồi. Điểm cho Lương Sơn 17-11. 17-11 cho Lương Sơn. Lần thứ hai mấy cách đây thôi thì tiếp tục là Lương Sơn với Yên Thị gặp trong. Tưởng là đợt này thì Yên Thị sẽ làm lại những điều kỳ diệu nhưng rất khó chật vật trong trận đấu thứ ba này với đội Lương Sơn tại giải vườn hoa Sơn Mường năm 2023. Chúng tôi được phép là nói 2023 hôm nay đã là ngày 1. Bây giờ Huy Thông đánh bóng tốt của Huy Thông, điểm cho bên Yên Thị 12-17. Cách biệt giờ là 5 quả. Chúng tôi chờ đợi Yên Thị sẽ làm được những điều bất ngờ. Báo cáo trọng tài, đội Yên Thị sẽ có sự thay đổi người 85 ra sân và số 10 hay số 10 vào sân. Bên sân của Yên Thị có 2 số 10 giống nhau. Hồi nhỏ nhưng Yên Thị đã bắt bài. Bây giờ vẫn là Lương Sơn phản công. Rất tốt và đánh bóng khôn khéo của bên Lương Sơn. Điểm cho Lương Sơn 18-12. Lương Sơn đang tiến gần về chiến thắng. Đội Lương Sơn xin thay đổi người, số 6 ra sân và chuyển 2 của Văn Mến ra sân. Số 3 cũng số 3, xin xin lỗi số 3. Số 7 của Lương Sơn đang chuyển hết bóng, điểm số bây giờ đang là 18-12 cho Lương Sơn. Về Thiên Tỷ, Bí Thông vẫn còn một ta được một tốt phải tỷ. Bây giờ tiếp tục là Huy Thông. Lần này vẫn còn bay bóng cứu bóng rất tốt của số 9 bên phía Lương Sơn. Phá đồ bí đồ số 9 bên bí đồ của đội Lương Sơn. Hãy bắt tay của Lương Sơn, số 9 giật bóng một và bay bóng cứu bay mọi người cứu bóng của Lương Sơn mang về tỷ số hiếm hoi 19-12 cho Lương Sơn. Xứng đáng là video trẻ của bên Lương Sơn. Bây giờ là đội Yên Thị không thể chơi bằng được.
13-19 cho Yên Thủy. 13-19. Có một tốt nổi Mương Sơn trả lời. Rất tiếc Yên Thủy đã có thế thời đấy, chúng ta đã thấy trận đấu sẽ trùng xuống 20-13 rồi. Tâm lý của Yên Thủy chúng tôi đã có dấu hiệu có vấn đề. Đề nghị vấn đề bên Yên Thủy sẽ cần lấy lại phong độ, lấy lại niềm tin để Yên Thủy sẽ giải quyết trận đấu có thể đem lại kịch tính hơn. Đến thì sẽ cần có lấy lại được cái niềm tin của mình. Và bây giờ lên thì sẽ chuẩn bị đỡ có một tốt. Có một tốt cái gì rồi. Rất tốt. Và đánh tay chắn của Nguyễn Thủy rất tốt, điểm chân Thủy 14-20. Vẫn còn hy vọng, chúng ta còn nhiều hy vọng. Còn 25 quả nữa mới kết thúc, hôm nay là cách biệt với còn 6 quả nữa thôi. Vẫn nhiều cái được chúng ta lấy lại được những cái kịch tính trong trận đấu này. Năm nay World Cup 2002 sẽ là toàn những vấn đề kịch tính. Thì Idol Minh Thu không qua được tại Idol của bên cái gì. Đập bóng không qua tay trắng của bên Thì nhưng lại tỷ số cho bên Thì là 15-20 chứ gì. Tỷ số đã dần rút ngắn cho bên Thì. Lần này thì bước vào tốt của bên Lương Sơn. Một pha bước vào tốt của bên Lương Sơn, điểm cho bên Thì 16-20. Khán giả với Thì đâu rồi, hãy có tay thật to để cùng Lương Sơn chàng trai của Thì đang thi đấu kiến này. Lương Sơn tiếp tục xin hội ý. Cách biệt bây giờ đang là còn 4 quả nữa thôi. Em thì sẽ làm được điều bất ngờ hay không, chúng ta sẽ chờ đợi. Nếu chúng ta đã thấy hai đội đang là rất là thoải mái thì chúng ta thi đấu. Bên Lương Sơn thì không bị áp lực vì hiện nay Lương Sơn đang lận dần trước với cách biệt là 4 quả. Bây giờ Lương Sơn đang bước 1 rất tốt. Bây giờ Lương Sơn thành công. Thì sẽ lùi ra một chút để bên độc tài sẽ được dễ quan sát. Chúng tôi đề nghị bên khán giả của Yên Thủy sẽ đứng và lùi ra ngoài cổng mình sân để chúng ta sẽ có thời gian để quyết định. Trọng tài tiếp tục cho cầu thủ hai đội trở lại sân để thi đấu. Chúng ta đang thấy khán giả đang chờ đợi. Các vị chiều thì sẽ là để cho chúng tôi sẽ quan sát sẽ hơn ạ.
hương rừng man mát đậm thơm mai. Ô xòe sắc sỡ khoe sương sớm, khăn quàng man mát gió heo mày. Con chim xiu xín kêu gọi đàn, nghe chân ai bước gấp vui rộn ràng. Vài hoa lạnh bơi bức tranh xuân, câu chào lời hát cứ đan nhau. Người ơi gặp nhau bên chợ Tết này, hẹn nhau vào mùa xuân này, về cùng nhau chung mái nhà, về cùng nhau chung lưới ấm. Bây giờ chương trình Vân Lương Sơn vẫn còn thuận lợi, bên dẫn trước với một bàn. Tổng trọng tài hơn 30 trọng tài bàn. Tôi xin được trân trọng thông báo tới trận này tiếp tục là đêm thứ hai trong chương trình nghệ thuật đêm dạ hội tại vườn hoa sông Hương xinh đẹp của chủ hoa Thanh Xuân. Tại vườn hoa sông Hương, xã Phú Bình, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Tờ đại chính sẽ cho hai đội trưởng sẽ gặp tờ đại chính để trao đổi. Vào lúc 20 giờ tối hôm nay tại sân xuất sở vườn hoa số 10 vô cùng xinh đẹp tại Phong Át, xã Phú Bình, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình sẽ diễn ra đêm dạ hội với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Gia Tú, ca sĩ Sài Gòn và các đội văn nghệ khác đến từ ngoài miền. Và đặc biệt chương trình bắn pháo hoa tại đêm dạ hội đêm nay sẽ lấy kết thúc giải đấu sẽ được diễn ra tại vườn hoa số 10. Đây rất trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các vị bạn sẽ đến để theo dõi. Trọng tài cho sẽ đại được thi đấu đánh lại và có một trường hợp vừa trong trường hợp vừa rồi trọng tài sẽ cho đánh lại. Bây giờ đang là 18-20. Trọng tài đã cho đánh lại, trọng tài cho sân tài đánh lại quả trường hợp vừa rồi. Đây là cũng là một sự khiếu nại hết sức là có lý do của bên Lương Sơn. Chúng ta cũng phải tôn trọng cái quyết định của trọng tài để khi mà xử cái lý trường hợp này. Để cũng là một cái niềm vân vân khởi cho các vận động viên, các cổ động viên và các vị đại biểu trên sân. Chúng ta cũng không vì lý do gì mà chủ tài sẽ cho đánh lại rồi. Nếu hai đội thì chúng ta có thấy là chúng tôi đã hẹn hai đội trở lại sân ạ. Trong đây chính là cho đánh lại trường hợp vừa rồi, tránh lại trường hợp vừa rồi. Pha bóng vừa rồi thì trọng tài đã cho đánh lại. Không phải là nhau, một tháng rồi.
Chúng tôi thấy là đội trưởng và ban huấn luyện của hai đội cũng hết sức phải chia sẻ, phải thông cảm, thì chúng ta phải cùng chia sẻ. Nếu mà ban huấn luyện không thể, bởi vì các vận động viên chúng ta cũng không vì một cái lý do như thế mà chúng ta lại không mất cái chương trình vui. Đặc biệt là khán giả, chúng ta là để đem lại hài lòng cho khán giả là sự quan trọng nhất. Đừng để cho dấu ấn cho khán giả và các vị đại biểu, họ đã chờ đợi hai đội bóng từ xa ngày hôm qua. Đến giờ phút này thì các vị đại biểu đang chờ đợi cái đẹp nhất và chúng ta phải phát lên. Đó là những gì đẹp nhất mà chúng ta dùng từ trong thể thao. Do vậy thì hai đội sẽ phải xử lý sức mà hài hòa để cho các vị đại biểu và các bạn sẽ được theo dõi tốt hơn, tránh cái trường hợp chúng ta kéo dài thì nó sẽ mất vui và trời sẽ tối. Chúng ta phải đánh bằng ánh đèn trên sân thì nó không được bằng cái chúng ta đang ánh sáng này, và chắc chắn nếu như thế này chúng ta phải đánh bằng ánh đèn của sân vận động Vườn Hoa. Xin chào thông báo với toàn thể các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn. Tối đêm nay là đêm thứ hai trong chương trình hội nhạc, hội dã hội đêm nhạc tối đêm nay, với sự có mặt của ca sĩ Lương Anh Tuấn, ca sĩ Hải Việt và Diều, ca sĩ không chuyên hát đến từ mọi miền quê hương của tỉnh Hòa Bình, và đặc biệt là đội Vườn Hoa Sư Mường cũng như các đội văn nghệ đến từ huyện Vĩnh Thủy, huyện Lạc Sơn và các bạn sẽ đến để giao lưu trong tối hôm nay. Tối nay đêm kết thúc, chắc chắn chương trình ca nhạc sẽ đem lại sự hài lòng của toàn thể quý vị đại biểu và các bạn. Chúng tôi xin được trân trọng thông báo để quý vị đại biểu các bạn sẽ đến sân vào lúc 20 giờ tối đêm nay tại sân Vườn Hoa Sư Mường xinh đẹp. Điểm hẹn cho tất cả những đôi trai gái thì tối hôm nay với những cái thời tiết xe lạnh trong những ngày đầu xuân mới năm 2023 sẽ là dịp lý tưởng để các bạn sẽ đến để chiêm ngưỡng Vườn Hoa Sư Mường cũng như là thưởng thức chương trình nghệ thuật tối hôm nay tại Vườn Hoa Sư Mường. Trở lại cho trận đấu tiếp tục và đội Thủy và đội Linh Sơn sẽ được đánh lại trong trận đấu vừa rồi. Tỷ số bây giờ đang là 18-20 cho đội Linh Thủy. Trong thể thao chúng ta không thể mà không thể không có những cái vấn đề sơ suất nhỏ ở trên đây để trên sân. Với đội thì kể cả ở khu vực này nào cũng thế thôi, kể cả trong tay FIFA, các FIFA vẫn có những cơ thể, những gì chẳng cũng tuyệt kịch. Thì không những gì chúng ta là đây là một cái giải thi đấu mang tính chất hết sức là công bằng. Và chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ hết sức trung tâm. Không có cái gì vâng ạ, và để cho nó hài hòa. Vâng. Chúng tôi đề nghị là tất cả các cổ động viên sẽ không có những lời lẽ, và đặc biệt là các ban huấn luyện phải có những cái ứng xử rất tốt, ứng xử mang tính văn hóa để đem đến sân Vườn Hoa là một sân chơi văn hóa tuyệt đẹp này. Chậm quá lắm. Thắng này một quả làm gì nó đánh được mấy quả làm gì không? Quả làm gì đâu? Đánh lại đi được mà. Đánh lại nhá.
thứ đặc biệt. Như đang có thể tự mình này. Sân vận động vẫn sân vận hoa sân vườn này, anh đèn vườn hoa sân vườn đã được bật lên để cho hai đội thi đấu. Tôi tin tưởng rằng hai đội sẽ giải quyết một cách thấu đáo, chắc chắn đừng lề cho các cổ động viên sẽ bị thất vọng. Tôi chỉ mong muốn điều đó thôi. Các vị đại biểu và cổ động viên, rất nhiều cũng vị cổ động viên đến từ Mường Vang, Mường Vó, đến từ Nhân Nghĩa, Văn Nghĩa, họ vẫn đang lại đến từ Mỹ Thành và Kim Bôi và Lương Sơn, Yên Thủy, những nơi xa nhất họ đang nán lại, và kể cả Thanh Hóa cũng có đến 8 phần cổ động viên sẽ đến đang ở đây. Chúng tôi mong muốn rằng chúng ta sẽ được giải quyết một cách thấu đáo để cho trận đấu sẽ được tiếp tục cho công hiến. Là tỷ số bây giờ đang là Yên Thủy 18 và Lương Sơn 20. Còn nếu trường hợp Yên Thủy không nhất trí thì sẽ hủy bỏ trận đấu này, quyết định trong trận đấu này. Chúng tôi đề nghị là trọng tài quyết định là cho tiếp tục trận đấu sẽ được tiếp tục. Hiện nay là Lương Sơn 20 và Yên Thủy đang là 18. Chúng tôi đã phải chúng ta phải tôn trọng ban tổ chức và cũng tôn trọng bên tổ trọng tài. Thì chúng tôi xin được thông báo như vậy. Cãi nhau thì làm gì? Thao mà chả đẹp thế nào? Chúng tôi xin mời hai đội trưởng đến nghe ban thư ký để hội ý viên tổ trọng tài. Chúng tôi làm việc với hai đội trưởng đó. Ban tổ chức chúng tôi đang làm việc với hai đội trưởng. Tổ trọng tài xin mời hai đội trưởng sẽ gặp ban và gặp vào tổ trọng tài. Cái cơ bản nhất là các vị đồng biểu đang chờ đón các vận động cổ động viên. Nếu chúng ta phải hủy trận đấu này thì rất là buồn. Huấn luyện viên sẽ vừa các vận động viên họ sẽ rất chờ đợi, cho nên các cầu thủ cũng phải hiểu như vậy để các vị đại biểu được thưởng thức một trận đấu trọn vẹn. Tránh tình trạng chỉ có hai bên đổ ra thua thắng, nhưng mà các vận động các cầu cổ động viên, các vị đại biểu họ chờ đợi, chứ không phải là họ đến mà lại bị hủy bỏ thế này thì họ sẽ rất bất công để chờ đợi. Chúng tôi xin mong muốn như vậy. Thế còn cái gì cũng phải giải quyết nó sẽ thấu đáo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chồng trai chứ mà. Alo. Ban tổ chức, chúng tôi quyết định trong khu vực sân vườn hoa xứ Mường có vị khán giả nào quay lại tình huống đó, chúng tôi trích xuất xem lại và sẽ quyết định theo tình huống đó. Quay quay được đâu? Thôi chị ạ, để hôm khác. Cái này em lên lên bánh chưa? Về luôn tối rồi. Nhà em phải biến không? Sao người ta gọi đến mày không gọi chưa thấy? Chị về đi, về đâu đây? Về chưa? Về luôn rồi. Thế tí xong thì gọi mấy anh em đi lên nhà chị nhá. Lên trên cái cửa. Chắc em hiện hôm khác thôi. Để gì khác thôi. Thế tối rồi hay là về? Tối rồi chứ phải nhà ở trên. Các em nó đánh xong rồi về. Anh mà xem cái góc bên này, có ai góc bên đây quay sang bên này không có? Xem máy điện thoại ai có quay góc đấy không thì có. Cứ quay lại chứ. Thì cần có nhưng mà ở góc này chắc là không mấy. Thấy được đâu, không thấy được. Rồi chị em vào làm dân một đội đánh thì người ta xem đi. Thank you.
Cái anh bừa thì biết đội nào thắng đội nào thua, còn cách xa còn mấy quả nữa. À, bóng biết thế nào được. Kia lại ngon, đánh lại không mất điểm, đánh lại không mất điểm. Có đầy người quay mà. Nếu mà đánh lại thì không mất một điểm. Cái lúc muốn thua nó vậy. Xin mời hai đội trưởng gặp trọng tài chính của ban tổ chức. Ban tổ chức đề nghị hai đội trở lại sân tiếp tục thi đấu theo quy lệnh của trọng tài. Vẫn thế.
luôn. Ban tổ chức đề nghị quý khán giả của đội Yên Thủy là lùi ra để cho ban tổ chức chúng tôi tiện theo dõi. Đề nghị quý khán giả của bên Yên Thủy chúng ta hãy lùi ra theo vạch quy định của ban tổ chức chúng tôi đã kẻ vé. Trận đấu được tiếp tục. Đề nghị chúng tôi chỗ ban huấn luyện của đội Yên Thủy với khán giả của Yên Thủy lùi ra ngoài chỗ bên vạch bên này. Đề nghị chỗ ban tổ chức ạ. Đề nghị lực lượng công an chúng ta về sân bãi để làm nhiệm vụ. Số 10 ra, số 10 vào, bên Thủy có sự thay đổi người. Đề nghị các khán giả chỗ Yên Thủy bên góc bên đây phải chúng ta chân trái thôi ra ngồi. Ban huấn luyện của Yên Thủy đề nghị cho ban huấn luyện của Yên Thủy sẽ ngồi sẽ đứng đôi lùi ra để cho anh em bên này làm việc cái tổ trọng tài. Trận đấu tiếp tục, Yên Thủy phát bóng và Lâm Sơn chuẩn bị. Một pha đánh bóng tốt của đội Lương Sơn, điểm cho Lương Sơn 21-18. Chúng tôi phải mất đến hơn 10 phút để bàn bạc và xử lý với câu 13, chúng tôi đã vào cuộc và cuối cùng thì hai đội đã hài lòng. Bây giờ là Lương Sơn phát bóng vào rồi, Yên Thủy tiếp tục chuẩn bị. Tỷ số bây giờ đang là 21 nghiêng về Lương Sơn. Yên Thủy sẽ cố gắng. Yên Thủy có một tốt của Yên Thủy. Đánh bóng tốt của Yên Thủy cơ. Lương Sơn phản công. Bây giờ là Lương Sơn làm gì? Idol Minh Tuấn. Yên Thủy điểm cho rồi. Yên Thủy 19-21. Báo cáo trọng tài, bên Yên Thủy xin. Số 16 ra sân và số 8 vào sân. Các cổ động viên đã cổ vũ rất nhiệt tình cho hai đội. Bây giờ là Yên Thủy phản công. Bóng cứu tình trạng tay trắng của bên Lương Sơn từ ngoài phải nói rất mạnh để đưa bóng ra ngoài điểm cho bên Yên Thủy 20-22. Và sức mạnh của mình sẽ không làm nhục chí cho các cầu thủ của bên hai đội và kể cả chúng ta chưa nói là trong nội dung thể thao chúng ta đã thấy là hai đội thi đấu rất cường nhiệt. Bây giờ là đội Lương Sơn và đánh bóng tốt của bên Idol Tú Minh của bên Lương Sơn đang từ tỷ số 23-20. Đề nghị chỗ ban huấn luyện của đội Yên Thủy chúng ta sẽ luôn ngồi đứng lùi ra ngoài vài trận để cho bên trọng tài sẽ quan sát nữa. Bây giờ là Yên Thủy tiếp tục phản công. Đây rồi. Một pha khó của bên Lương Sơn, thì đều rất khó chịu. Đánh bóng kỹ thuật ra biên để giúp cho đội Lương Sơn nâng tỷ số lên 24-20.
1. Chúng tôi xin được cảm ơn tổ trọng tài, cảm ơn các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn, và đặc biệt là các cổ động viên đã đến sân chơi sân vườn hoa Xuân Mường xinh đẹp để cổ vũ động viên cho các đội bóng đến tham dự giải vườn hoa Xuân Mường năm 2023 năm nay. Chúng tôi xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí và các bạn, các vận động viên ra về với năm mới niềm vui, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Cách đăng ký kênh Người Em Gừng TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Em Gừng TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Em Gừng TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Em Gừng TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường kênh Người Em Gừng TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.